tiếp tục tìm kiếm chuyến bay MH370 bị mất tích. Cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines lại tiếp tục. Cuộc tìm kiếm tái tục hôm nay ở phía nam Ấn Độ Dương, 7 tháng sau khi chiếc máy bay mất tích trong khi đang bay từ Kuala Lumpur sang Bắc Kinh, với 239 người trên khoang. Các cuộc tìm kiếm diện rộng cả trên không, trên biển, lẫn đáy biển, nhưng vẫn không phát hiện được bất kỳ dấu hiệu nào của chiếc máy bay. Các chuyên gia đã phân tích các tín hiệu vệ tinh phát đi từ chiếc máy bay để xác định khu vực tốt nhất nhằm tiến hành công cuộc tìm kiếm mới. Các nhóm đã phải mất nhiều tháng trời để khoanh vùng khu vực tìm kiếm mới dưới đáy biển, cách Australia khoảng 1.800 km về phía Tây. Các toán công tác đã phải mất nhiều tháng để định ra vùng đáy biển của khu vực tìm kiếm mới, cách miền Tây Úc khoảng 1.800 km. Các toán công tác trên các tàu tìm kiếm đã sử dụng sonar, máy quay video và cảm biến phát hiện nhiên liệu máy bay để tìm kiếm chiếc Boeing 777 dưới đáy biển. Australia dẫn đầu cuộc tìm kiếm này. Các giới chức Australia lạc quan một cách thận trọng rằng chiếc máy bay sẽ được phát hiện tại khu vực tìm kiếm đã được xác định lại.